tối 2 tháng 4, Tổng cục Hải quan thông tin cho phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lực lượng chức năng gồm hải quan, công an, biên phòng vừa triệt phá thành công một chuyên án vận chuyển 100 kg ma túy đá xuyên quốc gia. Cụ thể, đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 9 đối tượng có quốc tịch Lào, thu giữ tang vật là 100 kg ma túy đá. Chuyên án do Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xác lập. Theo đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, tại km 73 400 quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 9 đối tượng, gồm 5 đối tượng nam giới và 4 đối tượng nữ giới, cùng trú tại huyện Pa Ca Đinh, tỉnh Bô Ri Khăm Xây Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép 100 kg ma túy đá. Toàn bộ số ma túy này được các đối tượng giấu phía trên trần xe ô tô khách, loại 12 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát Lào 6689 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Hiện toàn bộ tang vật và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, Tổng cục Hải quan cho biết. Chiến công này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với công tác phòng chống ma túy của ngành hải quan năm 2024.